Cẩn thận nhé. Bụi vãi. Trông như đang thái thịt ý. Đang thái thịt à? Chị đang làm món. Đang chơi bóng bàn đấy. Bạn nào chị đang ở nhà cái bóng bàn nữa chị bóng bàn. Ok. Rộng lắm quay đây. Oh my god. Oh, chị. À không, hình như trên này.